Xin chào quý anh chị và các bạn. Vào những cái dịp lễ như là 8 tháng 3, lễ tình nhân, 20 tháng 10, hầu như là chúng ta sẽ có một cái nhu cầu đó là tặng hoa cho những người thân yêu của mình. Và những cái ngày này thì hầu như là hoa cắm sẵn rất là đắt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bạn một cái cách cắm một giỏ hoa rất là đơn giản và vừa tiết kiệm được chi phí, vừa mang một cái ý nghĩa đặc biệt, đó là chúng ta tự tay cắm hoa cho người thân yêu của mình mà vẫn không kém phần trang trọng đó cả nhà. Và mình cũng chia sẻ một cái cách dưỡng hoa tươi lâu trên mút shop để khi chúng ta cắm hoa đẹp và tươi lâu nữa để tặng cho người thân của mình thì càng tuyệt vời hơn. Hoa hôm nay mình cắm đó là hoa ly kết hợp với hoa cẩm chướng và hoa sa lem. Và lá thì ở đây mình sẽ sử dụng đó là hoa lá lan và một ít lá bách hợp. Bây giờ mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị cái mút xốp, mình sẽ cắt cho nó vừa với cái phần là giỏ hoa. Ở đây mình đã cắt sẵn rồi, nó đã khớp như thế này. Và mình chuẩn bị hai cái cây nhỏ nhỏ. Thì ở đây mình dùng cái que này là cái que để xuyên nướng đó các bạn. Mình đo cho nó vừa cái bề ngang, dư thì mình sẽ cắt bớt. Và mình sẽ xuyên theo kiểu như thế này. Mình xuyên để giữ cái tấm mút cho nó chắc lại đó các bạn. Mình xuyên cái hình như thế này nè. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một chai nước khoảng nửa lít. Và mình sử dụng cái gói này các bạn. Đây là cái gói dưỡng hoa tươi lâu, cái này mình sẽ mua ở cái shop hoa, ở cái tiệm hoa, cái nơi mà mình bán hoa đó các bạn, mình cứ hỏi người ta thì có cái gói này. Ở đó thường là người ta bán 2.000 một gói. Hoặc là các bạn có thể đổ ra ngoài cái thau và cho cái miếng mút vào hút trước cũng được. Hút cho đầy miếng mút rồi mình mới cho vào cái giỏ. Trước tiên mình sẽ chọn cành hoa ly búp và thẳng để mình cắm phần đứng. Ở đây mình có một cái hoa nở, mình sẽ cắm phần dưới. Mình sẽ cắt hai cái cành bằng nhau để mình cắm hai bên. Hoa này thì ngày mai khoảng tầm 1-2 ngày nữa nó sẽ nở. Cẩm chướng cũng vậy, chúng ta sẽ chọn những cái hoa búp để mình cắm ở trên. Nếu như chúng ta muốn đi một cái hoa ở bên này thì chúng ta sẽ chọn thêm một cái hoa giống như vậy nữa và mình sẽ cắt bằng nhau, hai cây bằng nhau để chúng ta cắm mỗi bên một cây. Như vậy thì cái bình hoa, cái lẵng hoa của mình nó sẽ đồng đều hơn.
Rồi khi mà mình đã lên cái form hoa như thế này rồi á, thì mình thấy trong cái phần chân của cái giỏ hoa đó, mình thấy nó trống trống á, thì mình có thể dùng cái lá của cái lá ly á, mình cắt lá ly mình đệm vô cũng được. Đây mình sẽ sử dụng một nhánh bích hợp để mình đệm vào phía sau. Lá lan thì mình sẽ cắt làm đôi. Hai bên thì mình sẽ dùng hai cái lá dài hơn để cho cái chậu hoa của mình nó long trọng hơn đó các bạn. Nhìn nó to hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đệm thêm một ít hoa sa lem trắng để cho nó thêm cái phần sinh động nữa ha. Đây là giỏ hoa mình vừa cắm xong đó cả nhà. Cả nhà thấy là nó rất là đơn giản và mình tin rằng ai cũng có thể cắm được một cái lẵng hoa như thế này. Và đặc biệt đó là một cái lẵng hoa nhìn nó xum xuê hoành tráng như thế này, nhưng mà thực sự là chi phí rất là tiết kiệm so với việc chúng ta mua cái hoa cắm sẵn ở ngoài shop.
Và nhân đây thì mình cũng xin chúc cho tất cả chị em chúng ta trên toàn thế giới có một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, hạnh phúc và nhận được nhiều sự yêu thương, quan tâm của từ phía những người thân yêu của mình. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video và nhớ tặng cho mình một like, nhấn đăng ký kênh nếu như bạn nào chưa đăng ký. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới.